Xin chào các bạn, hiện nay tôi đang ở trong phòng phẫu thuật số 2 của thẩm mỹ Dr. D. Và ngay sau đây thì tôi sẽ live stream giới thiệu tới các bạn một ca thực hiện nâng ngực sử dụng túi chất liệu là Mentor. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng xem hình ảnh trước của khách hàng các bạn nhé. Vâng, tôi sẽ giới thiệu tới các bạn hình ảnh trước của khách hàng. Chúng ta sẽ nhìn hình ảnh trực diện này, hình ảnh góc check 45 độ, góc check 90 độ để xem là trước khi mà nâng ngực thì cái bộ ngực nguyên thủy của khách hàng như thế nào các bạn nhé. Đây, các bạn có nhìn rõ không ạ? Vâng, cái phần ngực của khách hàng thì tương đối là nhỏ, nó chỉ có độ nhô một chút xíu thôi. Và chính vì ngực phẳng thiếu đi cái độ nữ tính như vậy đã làm cho khách hàng này của chúng tôi cảm thấy rất là mất tự tin. Và chị sau khi tìm hiểu rất là nhiều nơi, tìm hiểu qua nhiều nguồn thông tin khác nhau, website này, ở trên fanpage, qua bạn bè, người thân, những cái người bạn mà đã từng nâng ngực rồi, thì chị đã quyết định là đến với cả thẩm mỹ Dr. D để thực hiện dịch vụ nâng ngực nội soi và lựa chọn chất liệu túi Mentor. Size nâng ngực là size 300cc các bạn nhá. Vâng, đây các bạn cùng quan sát. Túi Mentor thì có ưu điểm là nó cố định ở một dáng, đó là dáng tương đối là tròn, giúp cho ngực của mình tròn trịa và nó căng, nó đầy, nó tạo được cái nét sexy và hấp dẫn. Nâng ngực túi chất liệu nào nó cũng có những ưu điểm của nó cũng đều tốt và có thể đảm bảo cho sức khỏe của khách hàng. Bởi vì những cái hãng túi nâng ngực hiện nay đang được sử dụng tại thẩm mỹ Dr. D đều được FDA Hoa Kỳ kiểm định và cho phép sử dụng rồi, nên là chị em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng. Nhưng mà chúng ta thích túi nào hơn, thích bề mặt, thích sờ, thích hình dáng của túi nào hơn, và phụ thuộc một phần nữa là vào kinh phí và chi phí của chúng ta nữa, thì chúng ta sẽ lựa chọn chất liệu túi ngực phù hợp nhất với mình nhá. Và tất nhiên là chị em nên tư vấn bác sĩ rồi. Qua tư vấn bác sĩ thì mình sẽ lựa chọn được size túi ngực này, độ rộng, độ nhô cũng như là chất liệu túi ngực phù hợp nhất với mình. Và không cần phải đợi lâu nữa, không để chị em hồi hộp nữa, ngay sau đây thì tôi sẽ giới thiệu hình ảnh ngay sau khi nâng ngực của khách hàng để chị em có thể xem nhé. Vâng, đây chính là ngực của khách hàng sau khi mà đã được các bác sĩ của chúng tôi sao kéo một chút, tân trang lại một chút, thì ngực của khách hàng bây giờ đã thay đổi rất là nhiều rồi. Có thể nói là thay đổi đến 180 độ luôn các bạn nhé. Ngực bây giờ không còn phẳng, không còn độ nam tính như trước nữa, mà thay vào đó là một bầu ngực căng tròn, vô cùng là sexy và hấp dẫn, đảm bảo yếu tố nữ tính, đảm bảo yếu tố mềm mại cho các chị em, ngực vô cùng là tự nhiên ạ. Tôi sẽ quay ở các góc nha, góc trên xuống, góc check 45 độ, góc 90 độ để chị em có thể quan sát một cách rõ nhất. Và khách hàng này của chúng tôi thì nâng ngực theo đường chân ngực. Tại sao mà số đông chị em khi đến với thẩm mỹ Dr. D đều thích và lựa chọn nâng ngực theo đường chân ngực? Bởi vì đây là con đường ngắn nhất, đây là con đường mà có thể dễ dàng đưa chất liệu vào bên trong khoang ngực một cách nhanh chóng, và bác sĩ cũng có thể đặt một cách chính xác nhất. Đường chân ngực là con đường ngắn nhất đưa chất liệu ở bên trong khoang ngực nhá chị em nhá. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa. Và đường chân ngực thì tương đối là sạch sẽ, bởi vậy là khi về nhà chị em cũng có thể dễ dàng vệ sinh, chăm sóc, tránh được cái tình trạng bị nhiễm trùng sau khi mà chúng ta phẫu thuật. Mặc dù cái đường rạch nó cũng chỉ ngắn thôi, nó chỉ khoảng 1,5cm thôi, nhưng mà chúng ta nâng theo đường chân ngực thì nó vẫn đảm bảo hơn rất là nhiều cho các chị em. Đó, các chị em cùng nhìn nhá, rất là đẹp. Hai bên ngực hiện tại đã rất là cân đối với nhau rồi, không có hiện tượng là bị lệch một bên to một bên nhỏ đâu. Cả hai bên ngực đều cân đối và hài hòa với nhau. Khách hàng này của chúng tôi nâng ngực túi chất liệu Mentor size 300 và kết hợp sử dụng keo dán sinh học Dermabond. Keo dán sinh học Dermabond được bôi ở dưới cái đường chân ngực đây, như các chị em có thể quan sát nhá. Và chúng tôi đã dán băng lại rồi đấy ạ. Bôi keo dán sinh học Dermabond thì chị em sẽ không cần phải thay băng, không cần phải cắt chỉ, tiết kiệm được thời gian đi lại chăm sóc. Và sau 3 tiếng đồng hồ thôi, sau 3 tiếng phẫu thuật, chúng ta có thể tắm rửa vệ sinh hoàn toàn thoải mái và không sợ nước thẩm thấu vào bên trong, gây ra tình trạng nhiễm trùng vết thương nhá. Và một điều nữa vô cùng quan trọng nữa, một điều mà chắc chắn là nhiều chị em sẽ thích, đó chính là sử dụng keo dán sinh học Dermabond thì gần như là đường sẹo để lại rất mảnh và mờ. Nó chỉ như là một sợi chỉ nhỏ thôi, và dần dần theo thời gian,
nửa năm, 1 năm, 2 năm thì cái đường sẹo đó nó sẽ tiệp với màu da của chúng ta, và bằng mắt thường chị em sẽ không nhìn thấy cái đường sẹo mờ đấy. Thế nên là chúng ta có thể nói là nếu sử dụng keo dán sinh học Dermabond dần dần không thấy sẹo nữa, và bôi keo dán sinh học Dermabond thì chị em có thể tự tin thoải mái diện những cái bộ quần áo, những chiếc váy sexy, mà kể cả là hở bầu ngực hay đường chân ngực thì cũng không lo sợ mọi người nhìn thấy đường sẹo của mình nhá. Đó, ngực rất là đẹp. Khách hàng này của chúng tôi ngoài 30 tuổi rồi, cũng có một vòng eo tương đối là thon gọn, và bây giờ nếu sở hữu được cái vòng 1 căng đầy như thế này nữa thì chắc chắn là đã có thể hoàn thiện được đến 90% body của chị ấy. Và sau khi đỉnh dậy thì chắc chắn là khách hàng này của chúng tôi sẽ rất là hài lòng đấy ạ. Khi theo dõi livestream của thẩm mỹ Dr. D, nếu chị em có câu hỏi nhá, hãy comment ở phía dưới để tôi có thể giải đáp cho mọi người. Và chúng tôi sẽ ghim cái ảnh sau khi mà nâng ngực ở phía dưới cái phần livestream này, để cho chị em có thể xem được hình ảnh trước khi nâng ngực như thế nào, sau khi nâng ngực đã thay đổi ra làm sao. Và nếu như mà cần được tư vấn kỹ lưỡng hơn và mong muốn được bác sĩ thăm khám hoàn toàn miễn phí, chị em có thể gọi điện đến các cơ sở của thẩm mỹ Dr. D, gọi điện qua số hotline 0915816869. Chị em vui lòng mình đến trực tiếp các cơ sở của chúng tôi để được bác sĩ đón tiếp tư vấn tận tình cho các chị em nhé. Hiện nay thẩm mỹ Dr. D mới có mặt tại Hà Nội thôi. Chúng tôi có 2 cơ sở. Cơ sở 1 ở tầng 8 Bệnh viện Đông Đô, số 5 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Và cơ sở 2 ở 69 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thẩm mỹ Dr. D rất là mong vì có thể đón tiếp các chị em này, tư vấn và hỗ trợ giúp các chị em ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, hoàn thiện vóc dáng cơ thể của mình, gương mặt của mình để có thể tự tin và thành công trong cuộc sống như là trong công việc. Cảm ơn các chị em đã yêu quý, đã theo dõi livestream của thẩm mỹ Dr. D, đã để lại nhiều comment, thả tim, thả like cho chúng tôi. Xin chào và sẽ hẹn gặp lại mọi người ở những livestream tiếp theo của thẩm mỹ Dr. D nhé.